Hello, chào cả nhà nha. Hiện tại còn đang có mặt ở Châu Văn Liêm, quận 5 nha cả nhà. Đó, hôm nay còn sẽ quay dạo một vòng khung cảnh Tết xuân ở chợ lớn nha cả nhà. Đó, chợ lớn là cũng là một cái khu chợ của người qua rất là nhộn nhịp và đông vui. Đó, trước mặt còn là bưu điện quận 5. Đó, mọi người thấy không? Bán mấy đồ Tết rất là đông luôn nha cả nhà. Hiện tại đường này là đường Châu Văn Liêm. Đó, quẹo qua bên tay phải còn là Hải Thượng Lãn Ông. Hôm nay còn đi ra đường đó, xe cộ cũng rất là đông. Nhất là mấy cái chỗ bán bông bán hoa đồ đó, cực kỳ đông luôn nha cả nhà. Như là Hồ Thị Kỷ nè, đường Bắc Hải nè, là những con đường bán bông nó rất là đông luôn cả nhà. Đó, giờ ra cái đây nè. Đó, mọi người thấy hôm nay năm ta chức pháo rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Đó, pháo đầy luôn nha cả nhà. Đó, hôm nay còn cũng sẵn dịp đó, còn ra đây đó, còn quay cho những anh chị ngoại kiều để mấy anh chị được xem lại những cái không khí Tết ở Việt Nam nha. Đó, chắc anh chị cũng lâu rồi không có về đây đó, được xem lại những cảnh này chắc cũng rất là nhớ luôn. Đó. Đó, hôm nay vậy là còn thấy vắng, mấy bữa trước còn đi mua đồ ra đây thì còn rất là đông đông hơn nữa. Hôm nay chắc anh chị cũng đã mua đồ, một số người cũng đã mua đồ về Tết về quê hết rồi nha cả nhà. Ở trước mặt còn là trường Trần Bội Cơ. Ở Trần Bội Cơ là có một cái chùa ông trong đây nha. Chùa này cũng đi qua vài lần rồi. Đó, giờ còn tới cái công viên ngay sát chợ lớn luôn nha cả nhà. Đó, công viên này cũng rất là lâu năm luôn. Đó, hơi cũng có hình biểu tượng con rồng nha cả nhà. Đó, trước mặt còn cũng là bến xe chợ lớn. Nói chung đường này là người ta bán rất là nhiều pháo hoa nha, những cái đồ Tết đồ. Đó, mọi người, những cái đồ đó, mứt kẹo đồ bán Tết nha, mấy cái chậu đồ đầy đủ. Có những anh chị thường ở Sài Gòn là ở đâu bất cứ nơi đâu mà nếu mà có ghé lên Sài Gòn thì đều đa số sẽ ghé lên chợ lớn để qua đây mua những cái đồ để trang trí nhà cửa cho một cái năm mới. Đó, còn bên đây là giải này, giải bán bánh nha cả nhà, bán bánh bán quà tặng rất là nhiều luôn. Đó, còn chạy rất là chậm luôn nha, để cho cô chú anh chị xem nha. Ở mỗi khu bán theo mỗi cái nha. Ở bánh tráng thì cũng bán lai gai, bên đây cũng có bán bánh tráng đồ. Còn bên đây là bán những cái vật liệu. Ở đây bán mấy cái chầu cao ở cả nhà, mấy cái chầu này, chầu 7 khúc đồ. Ở đây bán những cái đồ để cúng Tết nè cả nhà. Chung Tết nhất là rất là vui nha cả nhà. Nếu mà gia đình mà sum vầy lại á thì mình đón một cái Tết ở bất cứ nơi đâu mà sum vầy lại đều vui nha, gọi là rất ấm cúng luôn. Đó, còn bên đây bán gì nè, thấy ra đứng ra ngoài đây quá trời. Ở đây bán trái cây nha cả nhà. Đó, nhìn chị ghé đây mua trái cây. Ồ, đây có bán đế chân nè, đế chân dưa hấu nè. Những cái đế chân này giống như chiếc khăn bữa để lên đầu của ta. Ở trước mặt còn là một cái siêu thị điện máy rất là lớn. Bây giờ người ta đang ăn tất niên nha cả nhà. Đó, ăn tất niên. Đó, bên đây mọi người nhìn đi. Đó, bán dừa không? Dừa để chưng cúng Tết nha cả nhà. Đó, năm nay có những cái mẫu mã thiết kế mới rất là đẹp luôn.
Đó, mọi người thấy không, bên đây là chợ Bình Tây nha, một ngôi chợ rất là lớn nhất ở Sài Gòn nha. Nói chung ai đi cũng phải ghé đó, chạy sợ này là chợ lấy sỉ lấy lẻ luôn nha cả nhà, có sỉ là có lẻ luôn đó. Hôm nay mọi người thấy không, vắng bớt hết rồi, ai cũng về quê hết rồi. Năm nay là nói chung kinh tế khó khăn nên mọi người cũng tranh thủ về đi, chứ giờ ở đây mà buôn bán cạnh tranh quá, khó khăn thì bán cũng đâu có lời được nhiều đâu, mà ăn uống chi tiêu đó, nó cũng ra hết rồi đó. Đó, còn đang đứng ngay trước cổng chợ Bình Tây luôn. Đó, đây hai cây mai rất là lớn luôn nha cả nhà. Có mấy tiểu thương á, chắc năm nay về sớm rất là nhiều luôn. Buôn bán khó khăn ới ẩm. Đó nên nó còn với Lâm với tất cả trong nhóm á, được những cô chú anh chị bên nước ngoài yêu mới là có. Tụi em cũng cảm ơn rất là nhiều nha. Thực sự năm nay rất là khó khăn luôn, không như mọi năm. Càng ngày kinh tế càng đi xuống. Ở ngoài đây có bán chè, các loại chè luôn nha. Chè, bún, thịt nướng, bún chả giò. Đó, còn sẽ vô một vòng chợ Bình Tây quay cho mọi người xem nha. Còn cái buôn bán thế nào nha. Đó, hôm nay cũng là 29, một phần cũng là quá trễ rồi, sát Tết quá nên người ta một phần cũng là khó khăn, một phần người ta cũng phải về quê ăn Tết đoàn tụ với gia đình vui vẻ sum vầy. Chứ những người bán đây còn nghĩ đa số là ở Sài Gòn không à, còn những người đã xác định ở đây muốn bán giờ này là coi như là ở Sài Gòn luôn, không có về quê nha. Giờ này là 29 Tết rồi. Anh chị mà xem được cái clip này á, chắc anh chị cô chú anh chị cũng rất là nhớ lại cái Tết của Sài Gòn. Đó, bên đây bán hạt mít, hạt điều, bán khô bò đầy đủ hết đó. Sài Gòn là không thiếu gì nha, chỉ có thiếu tiền thôi. Nó còn sẽ đi một vòng xung quanh chợ Bình Tây cho mọi người xem. Đó, đây là một vòng nha cả nhà. Còn bên đây là chợ bán những cái đồ khô nha cả nhà. Đồ khô như bánh tráng, hoành thánh khô, cá khô, đồ tôm khô đầy đủ nha cả nhà. Ở bên đây cũng có bán dầu ăn, tương cà, tương ớt luôn. Có di kỳ nè, bán bịch, bán túi, bán đủ thứ đó, nấm đông khô luôn. Có này bán rất là nhiều bánh trái nha cả nhà, đầy đủ. Còn bên đây bán lạp xưởng, bán khô bò đồ rất là hấp dẫn luôn nha cả nhà. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đó, khu này là bán trò chơi nha. Đó, khu trò chơi rất là nhiều luôn. Ở đây là chỗ bán quà nha cả nhà. Như cái này là hoa giả đó mọi người. Đó, để trưng cho nhà cửa đẹp lắm nha, trang trí. Đó, trời ơi, mấy cây hồng quá trời đẹp luôn rồi. Còn biết cây gì nha, như bông giấy không ta? Hoa đào. Đó, này là giả không nha cả nhà. Chủ yếu là chủ đem về để trưng Tết thôi, hoa mai giả, cả đều giả luôn nha. Mà đẹp thiệt. Giả giả chứ đẹp nha. Đó, giả nha cả nhà. Ở đây bán pháo, bán lựu. Còn bên đây là bán mấy cái mút, ghế, nhựa. Đầy đủ hết đó. Mình thấy ra mình ra đây mình mua số lượng nhiều thì nó còn rẻ, mình còn ép giá được. Chứ mình ra đây mình mua một cái là nó bán còn mắc hơn cái cửa hàng mình mua luôn á.
Ai còn gần qua đây còn biết rồi. Trời ơi. Đó chưa 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 30 Tết là xả hàng hết rồi nha pháo. Đó pháo xả hàng luôn. Đó pháo hoa đăng đó rất là nhiều người bán luôn năm nay. Người mua thì ít chứ cái người bán thì rất là nhiều nha cả nhà. Mà còn mua là chắc còn để tối mai 30 Tết còn phải mua nha, mua về là còn chơi luôn á. Đó này rất là đông. 27. Đó đây là ngôi chợ Kim Biên. Đó trước cổng chợ thì cũng còn bán rất là pháo, nguyên cái đường này trải dài chỉ có pháo thôi. Pháo với bán liễn, bán đồ rất là nhiều luôn. Ở hai bên hông vắng que luôn cả nhà ơi. Đó đây bán liễn treo nè, mấy cái liễn này là một cặp 30, 50 nè. Cái này là của người qua bán, à, người qua treo rất là nhiều giá luôn cả nhà. Em thấy cây ngắn luôn. Có khúc này rất là đông luôn. Tết rồi, nhà nào nhà đó thì cũng phải trang trí cho nhà cửa sạch sẽ, đẹp đẽ. Giờ thoáng mát luôn. Cũng mua pháo, mua bông về đốt rồi. Còn mua giấy về dán nhà cửa. Cho cái gọi là không khí Tết nha. Tết ca nha cả nhà. Đó con đường Hải Dương Long là một con đường bán đồ Tết rất là nhiều, mà bán giao chen nữa. Cái Noel thì nó sẽ chuyển qua bán Noel, đồ Noel, ông già Noel, áo quần. Còn cái Halloween thì sẽ bán Halloween. Rồi cái Tết thì sẽ bán Tết. Rồi cái lễ nào là bán lễ đó nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Ra đây là bảo đảm mọi người á, ở nhà mà không có không khí Tết đó, chỉ cần ra đây là có không khí Tết liền nha. Vì người ta ra đây sắm đồ rất là nhiều, mà đông mà vui nữa. Trải dài cái đây vẫn còn bán pháo luôn. Đây có bán mấy cái mâm đang che đồ nè, có giá chưa hấu giả luôn nè, mấy cái quạt. Ở này bán đồ rất là nhiều luôn. Có buôn bán cái này để xe kẹt xe luôn cả nhà ơi. Đó mọi người thấy không, rất là hấp dẫn luôn, rất là đẹp mắt. Đó mấy ông thần tài lắc qua lắc lại nè, đón một năm mới 2024. Đường rất là đông nha, nên còn không có chạy nhanh được, nên chạy chậm chậm cho quay cho mọi người xem. Nãy giờ còn cũng đi hết một cái vòng chợ lớn rồi cho mọi người xem. Nó chắc còn cũng xong rồi, còn cũng kết thúc clip tại đây nha. Hẹn mọi người ở những cái clip sau nha. Bye bye nha cả nhà. Trước mặt còn là bưu điện quận 5. Đó, một cái điểm nhấn là ở đây là bắt đầu là chợ lớn rồi nha, khu chợ lớn nha cả nhà. Bye bye nha mọi người.